Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cái dự án con GIG chia sẻ 250.000 đô 250.000 token nhé. GIG tương đương với khoảng 15.000 đô la trở lên. Chúng ta vẫn vẫn làm nhiệm vụ ở trên nền tảng glam.io. Mà nào mà chưa có tài khoản glam.io thì các bạn đăng ký cho mình tài khoản nhé. 13 đây nữa là kết thúc nè. Mọi người nhớ là top 5 rep thì sẽ nhận được thêm mọi người nhé. Đây. Và 2.500 Lucky Winner. Đấy, thì mình mong là mình sẽ trúng cái Lucky Winner thôi. Tại vì là mình cũng rất là khó để có thể lọt vào top 5 mọi người ạ. Đấy, mọi người theo dõi cái group cho nó nhé. Đây, các bạn ấn vào join. Quay lại mọi người đánh tên vào nhé. Tên thì mọi người vào phần setting này. Đấy, ấn vào nút này này. Các bạn sẽ thấy tên của mình đây này. Diệp Vấn 2000 là tên của mình. À, 200 là tên của mình. Đấy, join tiếp một cái nữa nhá. Giko. Dạo này toàn những cái kèo random thôi mọi người ạ. Nếu mà không được là không được gì. Nhưng mà nếu được thì cũng khá là ổn nha mọi người nhá. Khá là ngon. Đấy, nó lại chơi rồi. Bố mày nữa. Continue. Cái này thì chúng ta sẽ flow Twitter nha. Ngày trước bọn mình mới đầu làm vào tham gia vào những cái chương trình iRob của một số dự án ấy thì nó không có chương trình random mấy đâu. Bây giờ nó mới random nhiều á mọi người. Tại vì quá là nhiều người tham gia ấy. Chứ ngày trước là không có mọi người nha, không có random mấy đâu. Top rep thì có nhưng mà random không có nhiều. Chứ bây giờ nếu mà có random nhiều ấy, bạn nào mà may mắn thì cũng được thì lại được khá là nhiều. Nếu nếu nó chia sẻ nhiều ấy thì nó sẽ cho ít, mà nó chọn để nó chia sẻ thì chắc chắn nó sẽ được nhiều hơn. Để các bạn red pin cho mình cái này. Continue. Discount cao nhé, mọi người join discount cao nhé. Đấy, vì thế cho nên là những cái kèo random một số bạn nhận được cũng rất là ngon. Đấy. Mọi người ấn vào continue. Cái này thì chúng ta giới thiệu bạn bè cùng tham gia các bạn nhé. Dự án này thì là ví Sol, cho nên là chúng ta sử dụng ví Solet. Bạn nào mà chưa có tài khoản ví Solet mạng Solana thì mọi người đăng ký một cái tài khoản nhé. Các bạn có thể lên kênh của mình để search cách để các bạn có thể đăng ký và sử dụng cái ví Solet này nha mọi người nhé. Xem có về con gì không? Không có con gì về luôn mọi người ơi. Đây các bạn copy lấy ví này, dán vào đây. Ở dưới thì bonus thôi, complete tất là nó sẽ cộng thêm point. Ở đây là cái link mà các bạn có thể copy lấy link giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia để các bạn kiếm thêm token mọi người nhé. Top 12 thì ở top 5 thì chắc là không không mình không lọt được đâu. Thôi mình chờ cái cơ hội là 2.500 slot may mắn nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.